Nhung ơi xem nở đành đoạn bỏ đi khi con mới vừa 2 tháng tuổi. Trong khi anh vẫn còn tha thiết yêu em mà suốt một cuộc đời không gian dối. Tình nghĩa vợ chồng chung chắn sẽ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Nhưng rồi đây ai dạy dỗ con thơ, ai nâng niu săn sóc dỗ dành. Khi thiếu tiếng ru con trong giấc ngủ đêm dài, rồi nó sẽ khóc đời cha hay buồn vì nhớ mẹ. Cha thì bị tù đày, còn mẹ thì bỏ ra đi. Quên rồi chú ơi. Thượng đế ơi sao ông bài chi nam tổ. Rồi nói chung ra là Tiến cũng lại lên chương trình kết nối yêu thương. Dạ con chào chú nha. Dạ chào ban yêu thương. Kính thưa ông bà cô bác anh chị em trong nước và ngoài nước, kính chào, có lời cầu chúc cho tất cả được nhiều sức khỏe, cầu chúc cho tất cả trong ban được sức khỏe dồi dào để tiếp tục làm công chuyện nhiều hơn. Dạ cảm ơn chú. À, cho con hỏi là chú đến từ đâu? Ở quận Ô Môn. Quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Dạ. Chú giới thiệu là năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay được 71 tuổi, tuổi thìn sinh năm 52. 71 tuổi. Chú tên gì? Lê Văn Kiệt. Lê Văn Kiệt. Chú nói lớn được xíu hơn không? Lê Văn Kiệt. Nói vậy đó chú. Dạ, Lê Văn Kiệt. Dạ. Chú thì con cũng nói rõ về chú như thế này, thì cái lên chương trình của con thì bắt buộc con chú phải nói thật lòng. Nếu mà chú nói sai hay là chú còn vợ hay là mới hy vụ dặn vợ gì đó mà lên chương trình của con thì chú phải chịu trách nhiệm những cái lời nói của chú, chứ ở đây con không chịu trách nhiệm nha. Yeah. Mới nãy thì có ký cam kết với con là hoàn toàn chú nói là bằng sự thật, sau này có chuyện gì là chú tự chịu trách nhiệm cái lời nói của chú. Yeah. Ha. Ở đây không ai ép buộc chú ha, chú muốn cái gì chú nói ra. Dạ. Rồi bây giờ chú kể về cái việc hôn nhân của chú như thế nào? Hồi nhỏ tới lớn vậy trời, cha mẹ chết sau tiếp thu năm 86 phải 91 cha mẹ chết hết. Yeah. Rồi đi mần mướn. Yeah. Đi mần mướn sống rồi câu lưới rồi ở trong nông trường sông Hậu bây giờ đó. Dạ. Yeah. Rồi nó dân nông trường sông Hậu tay đô dí hết rồi cái gì mà mướn không. Dạ. Chú được mấy người con? Có đứa nào đâu vậy? Không có đứa nào. Chú không có chú không có vợ luôn hả? Không. Hả? Không, hồi cha mẹ chết năm mất được rồi chú, nó 85 86 tới giờ đó rồi đi mần mướn sống mình một. Trời ơi, chị là chú đó giờ chưa có trải qua một lần vợ nào chưa? Dạ. Chú còn nguyên không? Còn. Vậy? Trời ơi, còn nguyên luôn. Chú không có quen ghệ hả? Không. Từ 10 năm nay đi bán vé số sống, mấy năm trước còn đi bằng mướn nổi. Trời ơi. Rồi bây giờ 10 năm trở lại đây đi bán vé số sống. Chú có nắm tay một người phụ nữ nào chưa? Thì nhóc hết trơn đi bán số mà đủ thứ, nhưng mà cái ý không chọn. Ý không chọn? Mà cái việc mà chung chăn là chưa. Dạ. Chưa bao giờ luôn. Dạ. Chú không có đi ra ngoài đường kiếm cô nào luôn hả? Có ra đường chọc chơi rồi nhóc hết trơn. Trời ơi. Vậy là chú còn nguyên. Dạ. Trời ơi, 71 tuổi còn nguyên. Sự thật chứ chú, tôi coi cái chương trình này nhiều mến. Một là chú. Dạ. Rồi hai nữa là Tuấn Dĩ.
rồi ba nữa là Thành Nguyên. Dạ. Nhưng mà Thành Nguyên á, chú bỏ bỏ đó đi, bây giờ lên đây nói chương trình của con đi chú. Dạ, vấn đề chính của mình đi chú. Dạ, dạ. Đề chính này có nhiêu đó. Dạ. Rồi lên đây thì nếu mà chú kiếm cho tôi hợp ý thì tôi cảm ơn. Dạ. Nhưng mà chú mấy chú kiếm là sao, còn tôi chọn trước rồi nhưng mà chưa có gặp mặt. Dạ. Tôi chọn trước là Thành Nguyên ở Cần Thơ á. Dạ. Quay về nè, rồi có cái bà đó, bà ở Hậu Giang. Dạ. Mà bà ở quận Tân Bình. Tân Bình. Xã chứ, xã Phụng Hiệp, quận xã Tân Bình, mà không có địa chỉ, không có số điện thoại, thành ra tôi liên lạc không được. Yeah. Nếu mà lên đây yêu cầu cái chú giúp cho tôi biết được cái người đó địa chỉ, số điện thoại thì tôi cảm ơn. Còn nếu không thì nhịp thứ hai thì mấy chú kiếm giùm. Không, con nói chú như thế này, thật sự ra nói cái cô đó con không biết cô ở đâu, tại vì không lên chương trình con. Dạ. Yeah. Bây giờ con chỉ biết là chú lên chương trình con, chú xem trên video, chú cảm thấy ai thích hợp với chú, xin số con cho, rồi chú tự liên lạc. Ở đây con không thể nào kiếm giùm chú được, tại vì chú về sống chứ không phải là con. Nên những cái tánh tình của chú, những suy nghĩ của chú á, là chú biết, chứ con không thể nào biết được. Là chú biết cái tánh tình đó người phụ nữ như thế nào, và chú cần gì và muốn gì thì trong lòng con không hiểu. Nên cái đó là chú tự chọn. Rồi sau này nếu mà lỡ có chuyện gì của nó, ví dụ là chú tự chịu trách nhiệm. Ở đây con không có xúi chú, cũng không bàn ra, cũng không bàn vô, thấy chú. Dạ. Và chú lên trên cái video của mấy anh em thì chú xem rồi thấy cô A, cô B, cô C nào đó thì nhắn cho con cái mã số đầu và tên và tuổi, rồi nhắn qua cho con sẽ cho số chú. Tự chú tìm hiểu với nhau, kết bạn rồi tìm hiểu nhau, cảm thấy hợp chú đến, không hợp thôi xin con số khác con tiếp tục cho. Còn mà nói để mà con mà kiếm cho chú một người bạn là con không kiếm được. Dạ. Tại vì con không có biết trong lòng của chú là muốn cái gì. Dạ. Nên không, con không có biết đó. Thì nên cái đó là chú tự chọn nha, chứ con. Dạ. Chọn không có được. Dạ. Rồi hiện giờ công việc của chú hàng ngày là đi bán số. Dạ. Dạ. Rồi chú có nhà cửa đàng hoàng không? Nhà trọ. Hả? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ. Rồi hồi đó cha mẹ chắc không có cho đất cát gì hả chú? Nghèo. Có mắt được chú. Nghèo. Nghèo. Dân tán cư. Chú có anh em gì không? Một mình chú thôi. Cha mẹ sanh con mình. Trời ơi. Ở cái khung đất Tây Đô giờ đó. Dạ. Ở Tây Đô giờ. Nông trường sông Hậu á. Dạ. Hiện bây giờ chú ở trong một cái phòng trọ mướn. Dạ. Là hồi đó giờ. Có 10 năm. 10 năm nay. Rồi cái thu nhập hàng ngày của chú là như thế nào? Bán số không hẳn định, trung bình 150 ngày. Dạ. Thì chi phí ăn xài rồi này kia nhín nhút nha. Là một ngày là 150 vé, là ngày trong thu nhập 150 ngàn. 150 vé là 150 ngàn. Dạ, 150 vé là 150 ngàn. Dạ. Một mình chú sống là ổn ha. Dạ. Có thiếu hụt tiền nhà trọ gì không chú? Dạ không. Rồi như vậy rồi chú muốn lên đây kiếm một người bạn đời. Dạ. Chú có nhắm khả năng chú lo nổi không? Tới giờ đó tùy theo các bà đó. À. Nếu mà sống bình dân thì mạnh ai nấy kiếm tiền sống nhau rồi bảo vệ cái tuổi già rồi đau ốm á. Còn coi như bây giờ ví dụ, nói ví dụ thôi. Ví dụ chú muốn kiếm một người bạn thì người đó cũng phải tự đi làm. Dạ. Chú cũng phải tự đi làm. Dạ. Và mình ở nhà chung. Dạ. Không gạo nấu cơm ăn chung. Dạ. Vậy ha chú. Rồi bằng đêm rồi có đau đó bên tôi lo giùm bả lo giùm tôi trong khi gạo. Trong khi mà trái gió trái trời đó ha. Dạ. Cũng như là lo qua lo lại. Dạ. Dạ. Chứ không có ước mong bạc trăm bạc tỷ gì hết. Dạ. Chứ không có ước gì hết. Dạ. Mà bây giờ con nói chú như thế này, chú muốn không được. Tại vì cái tuổi của cô chú đã lớn rồi, không bao giờ có số tiền đó. Tại vì không ai bằng ra tiền nhiều được hết. Nên cái tuổi của chú cần một người bạn là bạn đời thôi. Dạ. Để hữu hỷ với nhau về cái tuổi già thôi, chứ ước muốn cũng không được. Dạ. Bởi vì tôi có thấy vậy nè, cái ở một mình á, rồi có khi đau chết, ở gần không ai hay chứ. Dạ. Nên tại chỗ đó chú mới lên chương trình của con. Dạ.
sống con mình đó, rồi đau chết bằng đêm đó mắc, ai hay nó chưa mắc rồi, nó chưa mắc rồi, rồi. Dạ. Chết. À, nó chưa mắc rồi. Vậy là chú không anh em, không dòng họ. Dạ. Chú có biết dòng họ mình ở đâu không? Hồi còn nhỏ đó, rồi tản cư chạy đi cái thời kỳ Ngô Đình Diệm Tây rồi đó, rồi cha mẹ tôi mới sanh còn nhỏ xíu. À, coi như bây giờ chú hiện giờ là sống cô đơn. Dạ. Một mình, không anh em, không dòng họ luôn. Dạ. Rồi, tội nghiệp chú không? Nếu mà bây giờ chú giúp đỡ cho tôi được mà có vợ con mà trở ngại cự nữ đó, tôi ký tên tại tôi chịu trách nhiệm. Dạ. Không có đó là chú bàn với cô kia. Dạ. Rồi, chứ không có bạn với con đây được. Tại vì chú lựa rồi cô kia, chú với cô kia thỏa thuận với nhau. Dạ. Dạ, con chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi. Dạ. À, như vậy là chú lên đây kiếm, chỉ kiếm một người đơn giản, một bạn đời đơn giản vậy thôi. Dạ. Dạ. Điều kiện thứ nhất á, dạ, là bệnh hoạn lo ở nhau. Ừ. Ai đó đau trước thì người kia lo. Ừ. Đó. Đó là điều kiện thứ nhất cần. Dạ. Điều kiện thứ hai là gì chú? Còn cái điều kiện thứ hai á, thì chuyện gì làm đó là làm có tiền sống chung với nhau. Chú Mằng bây giờ con hỏi về, nói rõ về vấn đề này ha. À, một người đến một người phụ nữ đến với chú, chú bán số về, chú có đưa tiền người phụ nữ đó không, là của anh ấy giữ thì sống chung, chia nhau sống. Thí dụ như tôi Mằng có tiền thì bà đàn bên kia không có tiền thì tôi chia. Yeah. Còn bên kia mà có nghề nghiệp gì mà có tiền chia, tôi chia, không chia thôi. Chia tất nhiên là cho tỷ, thí dụ nói là thí dụ 100 ngàn. Yeah. Chú chia cho 50. Yeah. 50 chú dành lại. Yeah. Chứ chú không đưa hết. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. À, chia ha. Yeah. Còn chú chia, chia thôi. Chia thôi. Chú không chia tối sao cho ngủ chung chú. Cho cho ngủ chung được. À, thường nãy giờ chú nói như vậy đi. À, chú nói vậy là người phụ nữ khó đến với chú lắm, bây giờ nói ai dễ tôi mặn như tôi đưa hết. Thì cái đó thì người phụ nữ còn nói cái gì, chú nó chia cho thôi cho nó không được. Đâu được chú. Rồi bệnh hoạn rồi thuốc men rồi ăn uống đồ này kia đưa không hết. Có. Không, ăn. Không có, con nói chú như thế này, khi mà một người thật lòng á, chú về chú mặn đưa hết. Ăn uống người phụ nữ nó phải lo, tại vì chú mặn đưa ra tiền mà. Bệnh hoạn người phụ nữ lo chứ. Chứ sao mà mình lo được, tại vì chú là đưa hết rồi, đúng không? Dạ thôi, bây giờ mấy cái chuyện đó thì tới ngày nào nấy tính. Dạ. Nhưng mà cái đời của tôi lên đây đó. Dạ. Là tôi cần nhất vậy đó. Dạ. Là một cái điều kiện thứ nhất đó là tiền mà được nhiêu được. Ừ. Điều kiện thứ hai là đau ốm mà bên nào mà đau trước thì bên kia lo trước. Dạ. Vậy hả? Có nhiêu vậy thôi. Có nhiêu vậy thôi ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chú có cần nói thêm là cô đó phải có nhà không? Cần chú về chú nương tựa chứ. À, nếu có thì có, không có cũng được. Về ở với chú. Dạ. Mà ở nhà trọ. Thì được không? Thì chú nãy nói ở nhà trọ rồi. Rồi tiền nhà trọ ai trả nè? Hay là kia? Nói kia, chia không chia, mình tôi trả cũng như hồi đó tới giờ. Phải, chú mà nói là không có chia mà bao luôn. Tại vì đó giờ chú ở thì chú cũng trả không? À, dạ. Mà thêm một người thì chú cũng phải trả luôn, tại vì người đó xì sống mình rồi, chú phải lo chứ. Dạ. Chứ bắt người phụ nữ chia đâu được. Nếu không có làm được thì tụi chung luôn. Chú thấy chú còn mạnh mẽ không? Còn mạnh, hồi đó giờ chưa đi nhà thương bằng nào. Dạ, chú nãy về chú nói gì cái gì sổ kim đó chú? À, con mắt. Mắt hả? À, con mắt sáng lắm. Sáng, coi như là cây kim của nền bài chú sổ qua được luôn. À, cây kim sợi chỉ may quần áo á. À, cây kim sợi chỉ. Dạ. À, may quần áo là chú sổ qua được. Được. Vậy là mắt chú sáng rồi. Dạ. Bữa nãy là chú nói là cây kim của nền bài chú sổ qua được, con không biết cây kim gì. Thôi vậy con mới hỏi rõ lại. Kim sợi chỉ may quần áo. Coi như là cây kim mà để mà sổ chỉ may quần áo giá áo ngày xưa đó ha. Dạ. Là chú sổ qua được luôn hả? Được. Ơi, số điện thoại cào này tôi cào tôi vô được nó. Thấy rõ gì đó. Dạ. Sức khỏe thì chú còn bẻ vừa uống vừa được không? Thấp đi cao quá chạy không nổi. Thấp đi. Thấp leo nổi. À, có 4 thước trở lại được. À dạ, vậy là 4 thước ra được ha, chứ cao quá là chú leo không nổi ha, tụt sức ha. Dạ. Thì chú cảm thấy rồi, cái sức chú leo tới đâu rồi tới đó rồi chú tụt xuống. Dạ. Chứ đừng gán nha. Dạ.
dán là không được. Cái cây gì cũng vậy, cỡ 4 thước là cao nhất của tôi. 4 thước là chú leo khả khảo máy luôn. À. Còn cao nữa thì không dám. Cao đó là thua. Chú nói chung còn tiếp xúc chú tắm chú có nóng không chú? Thì nói ngay cái nóng muội đó thì ai cũng có. Yeah. Nhưng mình dầu cho cái chuyện gì trở ngại nóng à, thì nói bàn luận nhau chứ không chữ thề. Không chữ thề. Không, dứt phát chữ thề kỳ quá, không chữ thề nhỏ hết. À. Nhỏ lên nha, là hai chú không chứ không có chữ thề. Không. Mà tắm chú có nóng không? Ai biết. Sao biết cái tánh mình, sao không biết chú. Cái tánh mình chú ít nhiều cũng phải biết cái tánh mình. Thí dụ như nóng giận thì ai cũng có. Dạ. Nhưng mà cái nóng giận nó tùy theo cái tính cách. Dạ. Vậy đó. Dạ. Thí dụ như tại vì mà phản ý mình đó. Dạ. Thì mình cũng buồn, cũng giận, cũng nóng. Dạ. Nhưng mà buồn, giận, nóng nói ở chuyện đó nó sai làm sao thôi. Dạ. Chứ không có thấy người ta trái với mình cái rồi mình chữ thề là không có. Dạ. Dứt khoát. Chú thấy rất là tội nghiệp cho cô chú anh chị em. Chú thì cũng theo tiến độ thì chú rất là hiền. À. Rồi bữa nay chú có bán số không? Hứa ngày hôm qua nay không có bán. Hôm qua mưa quá, phải hôm qua lấy số chết luôn. Dạ, lẩu luôn ha. À, rồi tôi sơ ý con cái là tôi lên chú không được mà tôi không trình. Dạ. Chứ phải trình hồi cái êm quá. Dạ. Thành ra chú nói là tôi nhận cái đó. Dạ. Không, con chỉ nói cho chú biết là cái vấn đề là để đấy mình hứa với ai là dù cho mình đi không được mình phải điện báo cho hay đó, chứ để người ta chờ người ta đợi thế đó nó cũng kỳ. Dạ. Dạ. Sai. Dạ. Rồi bây giờ thôi cũng trước khi kết thúc chương trình đó. Dạ. Thì chú có nói những lời nào cho mấy cô mà sẽ sẵn xem cái video của chú để cho cái cô đó muốn đến với chú làm bạn với chú, rồi chú nói những gì? Cái đời sống tôi nói nãy giờ đó, nếu cô nào có để ý tôi thì chọn tôi cũng rất cảm ơn, nhưng mà tôi chưa hứa. Tại sao? Bởi vì cái người đó lựa tôi mà tôi chưa có gặp mặt, chưa có lựa lại. Không, lựa chú là chúng là lấy cái số Zalo kết bạn thì trao đổi nhau thấy hình luôn. Dạ. 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 Thấy hình là lúc đó mình tâm sự với nhau rồi dạ. Nếu không thấy hình không rồi. Không, ta chưa đưa. Rồi cái tới cái giờ đó đó. Dạ. Nếu mà tôi không hợp lễ với tôi thì tôi cũng có cảm ơn và nói ngọt là tình nghĩa bạn bè. Dạ. Còn nếu mà ưng chọn thì tôi nói sẵn rồi tôi chọn. Chọn. Bây giờ con hỏi chú nè, chú bán số đó giờ chú có dư được mấy cây nào không? Có không? Đóng một ngày trung bình là 150 vé thì 150 ngàn. Dạ. Nó vừa đóng tiền trọ mỗi tháng mà là 700 ngàn. 700 ngàn rồi chưa tính tiền ăn. Dạ. Nghe đâu có dư. Không có dư. Dạ. Rồi coi như là chú làm ngày nào thì chú hết ngày nấy. Dạ. Rồi. Đủ nhín nhín đủ sống. Nhín nhín đủ sống ha. Rồi chứ nếu uống bia rồi này kia là chết luôn. Rồi chú có nhậu nhẹt gì không? Không. Không hả? Nhỏ lớn chưa uống được lon bia. Ừ. Chú bây giờ con thấy chú có duyên quá là chú biết ca hát gì không? Ca cương không, mà chứ đờn ca không được. À, chú biết bài nào đây, sẵn đây chú tặng cho cô chú anh chị em một khúc đoạn nhạc nào đó cho nó vui vui lên chú. Chút xíu bạch thầy đường thôi nha. À, hay đó, hay cháu cho nặng tay. À. Chú cho lớn lớn nha. Ừ. Dạ, chú chắc ca hay lắm ha. Đâu có ca đâu hay, chứ phải đợi đồ này kia thì hay. Không cần chú, mình ca chay, không cần đợi, mình ca hay là hay à. Ca cương. Đúng rồi, ca cương. Nhung ơi sao em nỡ đành đoạn bỏ đi khi con mới vừa 2 tháng tuổi. Trong khi anh vẫn còn tha thiết yêu em suốt một cuộc đời không gian dối. Tình nghĩa vợ chồng chung chắn sẽ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Nhưng rồi đây ai dạy dỗ con thơ, ai nâng niu săn sóc dỗ dành.
khi thiếu tiếng ru con trong giấc ngủ đêm dài, rồi nó sẽ khóc đời cha hay buồn vì nhớ mẹ. Cha thì bị tù đày, còn mẹ thì bỏ ra đi. Quên rồi chú ơi. Thượng đế ơi, sao ông bài chi cam khổ. À, nói chung ra là con cảm ơn chú rất là nhiều ha. Hay quá. À, chú ra hay quá. Chú cái bông hồng ha. Rồi rồi, bữa nay đi quay chương trình là tặng luôn. Bông hồng nghe chú. Đưa tay lên hay quá. Chú tội nghiệp quá. Cảm ơn nha. Hát hay quá. Hôm nay đi thi đi lên chương trình kết nối yêu thương mà được tặng quà. À, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ dạ dạ. Quá thiệt tình quá. Dạ chú. Nói chung ra là tiếng cũng mong rằng tất cả cô chú anh chị em hãy chia sẻ cái video, và cô nào cũng đang chưa có gia đình thì hãy chung sống về với chú. Nói chung là chú thì tiếng cũng nói rõ là chú không tiền, không bạc, không nhà, nhưng chú đi bán số thì nói chung cái tánh chú là rất là hiền lành. Thôi con cũng chúc chú dồi dào sức khỏe. Sau khi mấy anh em đăng cái đoạn video lên thì con cũng mong rằng nhiều cô để muốn làm bạn với chú trong cái khoảng đời còn lại hả chú. Dạ. Và chú chào khán giả đi chú. Dạ. Chào bà con. Dạ. Chào bà con tất cả ông bà cô bác anh chị em trong nước và ngoài nước. Dạ. Trước khi chào cũng cầu chúc cho tất cả được dồi dào sức khỏe. Dạ. Trong cái ban quay này tôi cũng chúc tất cả cho gia đình được sức khỏe nhiều để làm công việc tiến bộ nhiều hơn. Dạ. Dạ. Chú ơi, sớm tìm gặp một nửa yêu thương nha chú. Dạ. Con cảm ơn chú rất nhiều ha. Bye bye khán giả. Dạ. Chú. Dạ. Bye bye. Chú dễ thương quá. Mấy cái chỗ mà để thành như tiếng chỉ cắt. Ừ, nó cắt mấy cái để bên đó. Bỏ luôn. Cắt bỏ hết, không có để bên đó. Chú cần lên cho lớn nào ra chụp tấm hình cho đẹp. Cần lên chú ơi. Quá. Chú quá đẹp. Video chú là chú ơi, chú cắt rồi chú. Dạ. Rồi giờ nghe giọng nghe nha. Dạ. Chú ra đứng góc me. Chú đứng góc me còn chụp vô cái boy. Thôi chụp cái leo vừa vào đi.